Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn tin vui dành cho tuổi Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Nếu bạn thuộc những con giáp kể trên thì hãy chú ý lắng nghe nhé, bởi trong ngày hôm nay các bạn sẽ đón nhận 3 tin vui. Tin vui thứ nhất là về vấn đề tiền bạc. Trong ngày 6 tháng 11 âm lịch, bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tin vui thứ hai là vấn đề về công việc. Nếu trong ngày hôm nay những bạn nào muốn ký kết các hợp đồng lớn thì hãy mạnh dạn mà triển khai, bởi gần như không có khả năng thất bại. Tin vui thứ ba là về chuyện tình cảm. Vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn đột nhiên nổ rộ. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì hãy tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm, bởi đây là một ngày vô cùng may mắn đối với bạn. Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi tử vi của những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Tuổi Dần. Nhờ thiên ấn giúp con giáp tuổi Dần nhận ra hôm nay thông tin đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy dành thời gian để thu thập, khám phá những thứ giá trị. Ngoài ra, để tránh lãng phí nguồn lực thì nên tránh xa những người thị phi chuyên đâm đặt chuyện người khác. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán sẽ có ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Ngày hôm nay, nhờ có tam hợp soi đường chỉ lối mà người tuổi Dần bớt nóng nảy, có thể chủ động hòa giải, nối lại yêu thương với một nửa của mình. Nếu lâu rồi hai người không có thời gian lãng mạn ở bên nhau thì đây là lúc để hẹn hò riêng tư. Phương diện tình cảm của tuổi Dần cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Tử vi ngày 6 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, sự khôn ngoan mà con giáp tuổi Mão có được trong ngày là nhờ chính ấn tương trợ sẽ giúp ích cho bạn đáng kể. Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh, dù có chuyện gì thì người tuổi Mão cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà lục hợp ghé thăm giúp tinh khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh gia tăng sự kết nối với những người xung quanh, mở rộng mối quan hệ của mình. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt, cơ hội tốt sẽ đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Vào ngày hôm nay, tuổi Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông. Cát vận thăng tiến nhanh chóng, hung vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Kiếp tài nhắc nhở tuổi Ngọ chớ nên tin người quá, đây cũng là giai đoạn của sự chắt lọc, phân tích và khám phá. Trong quá trình đó, bạn có thể cảm thấy cô độc và lạc lõng, nhưng hãy nghĩ rằng điều này có thể giúp bạn tập trung vào mục tiêu riêng. Khi tam hợp xuất hiện đã mang lại cho người tuổi Ngọ độc thân có niềm tin hơn trong chuyện tình cảm. Những cặp đôi đang lên kế hoạch hẹn hò riêng tư để nuôi dưỡng cảm xúc lứa đôi. Tác động của ngũ hành tương sinh giúp cho bạn tỉnh táo hơn, các vấn đề sức khỏe được giải quyết, mang đến cho bạn cảm giác thư thái và thoải mái. Nhiều người đã biết cách cân bằng cuộc sống, tránh suy nghĩ tiêu cực. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân.
Tử vi ngày 6 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, thiên tài đưa tới tin vui cải thiện tình hình tài chính hiện tại cho con giáp tuổi Thân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc lần lượt được tháo gỡ. Đây là thời gian tốt để xây dựng mối quan hệ hợp tác hoặc là đầu tư, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. Nhờ có tam hội nâng đỡ mà vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Trong gia đình, quan hệ tình cảm với người thân gắn bó và được cải thiện. Thổ kim tương sinh cho thấy người khác giới đang muốn tiếp cận bạn, hãy cho đối phương có cơ hội nhé. Nhìn chung, vận trình tình cảm của bạn đang khởi sắc rõ rệt, có thể sẽ hết ế trong thời gian tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi ngày 6 tháng 11 năm 2022 âm lịch của tuổi Dậu, chính tài tương trợ cho thấy có những điểm sáng giúp tuổi Dậu suy nghĩ thông suốt được vấn đề liên quan đến tiền bạc, bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn. Bạn có thể thanh toán những khoản nợ nần của mình trước đây. Ngày có tam hội nâng đỡ giúp cho bạn mở rộng mạng lưới bạn bè của mình. Bạn xây dựng được các mối quan hệ mới, tìm ra cách để cải thiện tình cảm với những người thân yêu và có được sự tôn trọng lẫn nhau. Ngũ hành tương sinh là tín hiệu cực kỳ tốt cho sức khỏe của bản mệnh. Tinh thần tươi vui cũng góp phần giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Thực thần ghé thăm mang tới niềm vui cho con giáp tuổi Tuất. Lúc này bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. Hôm nay hứa hẹn bạn đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người. Điều này mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm, giúp bạn được thả lỏng và thư giãn tối đa. Về mặt tài lộc, dự báo một ngày mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm được chỉ đường dẫn lối, nên ngoại giao tài tình, đi đâu cũng được người ta quý mến. Những bạn hôm nay phải gặp khách hàng, đón người nhà hoặc người yêu thì sẽ may mắn và hạnh phúc. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 dương lịch, là ngày Bính Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Ốc Thượng Thổ, ngày này thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Tuổi xung ngày là Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!